Vì rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thể thao và Cuộc sống. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu trên thế giới, thì hầu hết các môn thể thao mang tính đồng đội thì đều giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn bước vào lứa tuổi dậy thì sẽ ổn định tâm lý tốt hơn và tăng cường sức khỏe tốt hơn. Trong các chương trình lần trước thì chúng tôi cũng đã có dịp giới thiệu đến quý vị những môn thể thao đồng đội như là bóng đá, bóng rổ, bóng bàn vân vân. Và ngày hôm nay thì Vy Anh xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một môn thể thao khác, đó chính là môn cầu mây. Đây có thể nói là một môn thể thao phổ biến rất rộng rãi ở Đông Nam Á, và tại Việt Nam thì cũng có đội tuyển cầu mây Việt Nam tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, đối với các bạn trẻ Việt Nam thì môn thể thao này vẫn chưa được phổ biến bằng những môn thể thao khác, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về môn này. Và đầu tiên, xin mời quý vị hãy cùng làm quen với vị khách mời đầu tiên của chương trình, đó chính là nam ca sĩ Cao Phi, một thành viên của nhóm nhạc trẻ SMS. Nhìn lại lần nữa mắt anh chạm vào nhẹ thôi đôi môi xinh, tìm lại ngày thơ cho anh mơ phút giây yên bình, để rồi ngày sau phải gặp ước mơ chẳng thể nhìn lại phía sau, tạm quên đi thôi cùng tháng năm dần trôi, chỉ cần người hứa sẽ vẫn mãi đặt trọn niềm tin lên đôi vai, người vẫn cửa lên. Chia ly chẳng khó đâu khi mình nhìn về phía nhau, người mưa trôi đi ngần nói u sầu. Cao Phi xin được gửi lời chào đến chương trình Thể thao Cuộc sống và chị MC Việt Anh. Cao Phi này được biết là ban nhạc SMS có thể nói là ban nhạc nam cũng mới xuất hiện gần đây và cũng chưa được biết đến rộng rãi trong làng nhạc V-pop. Vậy thì Phi có thể tiết lộ là cái kế hoạch của nhóm ở thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai như thế nào để khẳng định vị trí của mình không? Về nhóm nhạc SMS thì thật sự đã được thành lập từ năm 2010, nhưng mà rõ ràng là vẫn chưa được đưa vào việc hoạt động quá chuyên nghiệp và vẫn chưa nhiều người biết đến. Nhưng mà vào khoảng năm 2011 thì SMS cũng đã được nhiều người biết đến qua những ca khúc như là Sẽ có thiên thần theo yêu em hoặc là Biển và Nắng, được hát chung với Việt My và phát được trên rất là nhiều đài, được rất là nhiều các bạn trẻ giới teen yêu thích và biết đến rộng rãi. Và nếu mà nói về cái tương lai của nhóm thì hiện tại thì nhóm đang chuẩn bị thực hiện một cái dự án đối với nhóm thì là khá là lớn, bởi vì đây sẽ là một bài hát rất là ý nghĩa. Chủ đề về cái MV này sẽ là một chủ đề nói về mẹ và sẽ dành cho tất cả những người mẹ trong dịp 20 tháng 10 này. Nãy giờ Lan nói chuyện với Cao Phi thì vì anh cũng quên mất là tiết lộ với quý vị khán giả, đó là Cao Phi ngoài là một chàng ca sĩ trong nhóm nhạc thì anh còn là một vận động viên cầu mây, và vừa qua thì cũng đã từng đạt được giải nhất cầu mây năng khiếu thành phố năm 2011, có phải không Phi? Vậy thì cơ duyên nào mà Phi lại trở thành một vận động viên cầu mây chuyên nghiệp vậy? Thật sự thì đây cũng là một cái, nói chung nó là một cái duyên thôi. Thì ngày xưa thì Phi thì cũng chỉ là một học sinh thích chơi đá cầu trong trường thôi. Thì bắt đầu là từ năm lớp 9, thì cái năm mà Phi chuyển lên năm học cấp 3 của Phi. Trước đây thì Phi cũng chỉ mới là đá cầu chinh, là trái cầu không phải là cầu mây. Nhưng mà sau đó khi mà vào đến năm lớp 10 rồi thì cũng rất là may mắn là một giáo viên ở trong trường của Phi, một cái cô giáo viên dạy thể dục, cũng chính là một vận động viên khá là kỳ cựu trong đội tuyển Việt Nam. Và người ấy cũng chính là người mà hướng dẫn cho Phi bước vào cái bộ môn cầu mây này, chuyển từ bộ môn cầu chinh sang cầu mây. Vậy đó là ai? Đó là cô giáo viên Bích Châu. Vậy hả? Nhưng mà trước đó thì anh cũng được biết là Phi cũng là một người rất là yêu thể thao. Phi cũng có học võ, rồi sau đó lại chuyển sang cầu mây. Vậy thì ở cái điểm gì của cầu mây lại thu hút Phi như vậy? Phi nghĩ thì võ với cầu mây có lẽ là nếu mà người bình thường nghe vô thì nhìn có lẽ rất là khác biệt, hoàn toàn không có giống nhau. Nhưng mà đối với Phi thì nó rất là có mối liên thông với nhau, bởi vì cầu mây thì cần nhanh, lẹ, liều lĩnh, và đôi lúc là cần được cái sự dẻo dai của mình. Thì Phi nghĩ là những cái yếu tố của một người chơi cầu mây thì những